Con này thì nghe như mình nghe thì mình thấy có tiếng trống, nhưng mà vấn đề là cái loa nó nhỏ thì nên là trống nó kêu không to, mức bình thường và âm thanh thì mức bình thường thôi, được cái nhỏ gọn thôi. Hello, chào các bạn. Chào, rồi, rất vui các bạn quay lại kênh sao để chấm con. Các bạn vừa nghe thử qua chính là loa, và loa đây gọi là loa gì ta? Xiaomi. Con này như mã square box hay sao? MDZ15A. Loa này thì mình vừa sửa xong. Thì mình hôm nay mình sẽ review cho bạn cái loa này để các bạn xem qua cái loa nhỏ và như thế nào. Đây hôm trước mình thay chân sạc cho nó. Các bạn có thể xem cái clip thay chân sạc cho cái loa này và xem rồi bên trong. Đấy. Hôm nay thì mình chỉ review con này thôi. Nhiều bạn mà thích mua loa nhỏ gọn mà phân khúc giá nó vừa phải thì có thể cân nhắc cái loa này. Bởi vì mình xem qua mình thấy cái loa cũng khá ổn đấy. Thằng Xiaomi biết nó làm gì mà siêu phết này. Thế đầu tiên các bạn xem nhé. Nó chưa có đến 6 cm rồi. 58 ly. Chiều này bao nhiêu đây? Cái thước của mình luôn. Con này nó sẽ rơi cỡ tầm 165 16. Rất là nhỏ đúng không? Chiều dày của nó này 24.6 từ 25 2.5 cm. Siêu nhỏ luôn. Con này thì nó có cái gì? Đây nó có hai loa mà trước này, cộng một loa thụ động đây. Vỏ thì bằng thép, bằng nhôm, thép không phải bằng nhôm thôi. Đánh logo và series các kiểu. Một bên thì có cổng sạc này, lỗ mic này, cổng AUX vào này. Cắm cái thẻ nhớ. Bên này thì có một cái nút nó bật tắt ở đây, dí liền để tắt. Nút bật tắt hoặc là nút chuyển bài, à đâu nút dừng hoặc chạy bài hát, tăng giảm âm lượng, cộng đồng thời là cái nút chuyển bài. Đây là cái nút sử dụng để các bạn biết là bao nhiêu phần trăm pin, hoặc là dùng để ghép đôi, tức là các bạn thể bấm nút này để hệ thống nó chọn cái thiết bị bắt Bluetooth. Đấy là loa Xiaomi. Con này cầm nó khoảng 400g, rất là nhẹ, nhỏ. Các bạn xem cái bài hôm trước về nói về cục pin của con này thì cục pin nó sẽ rơi cỡ tầm như thế này, rất là dài. Pin nó khoảng 2000, nó to như thế này. Pin các bạn xem clip tháo ra, có cái bài mình tháo cái này rồi, nó khoảng như thế này pin đấy, và nó sẽ dài ở đây. Pin nó là pin lipo, sạc cũng khá là nhanh. Còn đây về pin nó dung lượng chắc khoảng 2000 2500 bằng quả. Đây, sạc thì nó sẽ báo như này, đèn sẽ ra nhấp nháy đỏ báo đang sạc. Đấy, dòng ăn 0.7 rất là khỏe. Con này vì là loa của tàu thì ra là khi mà các bạn kết nối nó lên cái rất là quái. Đây, mình thử các bạn xem nhé, bấm nút này dí lúc này bật lên này, bật lên xong này. Điện thoại. Nhi thuê tuệ. Này, bật vào tút này. Đây này, nó sẽ lên chữ này. Mình chưa hiểu chữ này nó đang nói là cái véo gì đây, của tại anh tàu bựa. Các bạn thể xem cái chữ đây, nó ghi. Các bạn bấm nút này. Tên NT. Bắt đầu nó sẽ dò. Nó dò Bluetooth để cho các bạn dò thiết bị khác. Đây là mình bỏ kết nối nhé. Em sẽ lên chữ như này, các bạn bấm cái kết nối này. Nhi thuê tuệ, tức là báo kết nối rồi. Bạn kết nối với tôi đấy, kiểu như thế. Đây là to nhỏ này, giảm âm lượng trên này. Kép đôi bấm đây. Đấy. Chỉnh linh thuê tuệ, tức là nút này sẽ ngắt kết nối. Cái này nó hay hơn các cái loa bình thường kia, bởi vì loa bình thường không cho phép ngắt kết nối đột xuất, mà yêu cầu các bạn phải tắt đi bật lại. Nhưng con này nó cho dí trên này luôn, ngắt cái lối thiết bị luôn để chọn cái khác, rất là hay. Điểm khá là mạnh của thằng tàu. Này, cho nó kết nối lại nhé. Rồi, đi thuê tê, bảo kết nối rồi đấy. Đây,
sau cái phần kết nối cơ bản và tắt chọn thì người ta sẽ thử phần, tức là cái này nó sẽ báo cả pin, nhưng mà pin nó báo bằng tiếng tàu, nó hơi bựa rồi. Kết nối xong người ta sẽ thử nhạc nhé. Đây, ta sẽ thử nghe nhạc này xem nào. Các bạn cho to nhỏ bằng cách bấm nút này nhá, không được dí liên tục mà phải nháy. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam. Cái loa này nó như có một điểm đặc biệt các bạn chú ý này, tức là khi tắt đi bật lại âm lượng nó sẽ về mức 50%, tức là mức cơ bản chứ không để mức to quá, thì các bạn phải chỉnh lên. Đây nhá, chuyển bài này, bấm một lần thì là sẽ là tăng giảm, còn dí liền là chuyển bài. Đấy, điểm rất là mạnh ở chỗ này, các bạn sẽ rất là tiện chỗ này. Ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Về cái nước đầm dơi, nghe ai ru câu ơi hơi. Con này thì nghe, như mình nghe thì mình thấy có tiếng trống, nhưng mà vấn đề là cái loa nó nhỏ, thì nên là trống nó kêu không to, mức bình thường, và âm thanh thì mức bình thường thôi, được cái nhỏ gọn thôi so với con Boss MIDI. Đây nha, các bạn sẽ xem con Boss MIDI xem nó khác gì không. Thưa con này, theo như mình thấy thì đặt trong phân khúc nhỏ gọn nhẹ thì các bạn sẽ là yêu được con này, còn nghe thì cũng ở mức bình thường. Nên anh lùi bước về sau để thấy rõ hơn, để có thấy nhau từ xa âm êm. Đập khá là khỏe. Đối với cái loa công suất bé này thì các bạn có thể sử dụng rất là lâu cho cái việc mà nghe nhạc. Nhỏ gọn mang đi được, mỗi tội toàn tính tàu. Đây là cái bài review qua về cái loa Boss dòng loa Xiaomi sẽ có như vậy thôi. Nhỏ gọn, kích thước rồi thông số như thế nào, gọn sơ qua là các bạn sử dụng nhỏ gọn đấy. So với con Boss này thì đúng là bé hơn. Bé với cái khả năng bé như này mà âm thanh như này thì rất là tuyệt rồi. Còn nếu như nó to như này chẳng hạn thì âm thanh nó phải khác hoàn toàn. Đây các bạn phải chú ý nhá. Nhỏ gọn này. Siêu nhỏ luôn. 2. Tức là phải gần như gấp 3. Và bằng 3 cái loa này luôn này. Các bạn nhìn này, 1 này, 2 này, 3 này. 3 cái loa thì bằng cục Boss này. Nên cầm khá là chắc, vỏ nhôm. Nếu các bạn yêu thích thì có thể sử dụng loa Xiaomi này. Còn nếu các bạn mà muốn nó âm thanh ổn hơn một chút thì có thể thay cái loa Xiaomi một loa khác. Còn loa này bé này mà đạt được công suất này là khá là châu bò rồi. Tuyệt vời đấy. Rồi, các bạn theo clip mình nhé. Chúc bạn tìm được loa ưng ý. Review qua về sản phẩm Xiaomi như vậy thôi.